Đây là hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ cả nhà. Chồng năm nay là 22 tuổi, còn người vợ là 14 tuổi. Cả gia đình đang ngồi ăn cơm cả nhà. Người đồng bào Đắk Lây miền núi. Thì hoàn cảnh của hai vợ chồng em này phải nói rất là đặc biệt cả nhà. Rất là khó khăn luôn. Sống trong một cái căn nhà phải nói chiều cao thì chắc cũng được gần mét. Người vợ phải nói rất là nhỏ tuổi luôn. Em trai năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi em trai? 22. 22 tuổi. Ừ. Em tên gì? Tiếu. À em tên Tiếu hả? Ừ. Em là người đồng bào Đắk Lây đúng không? Đúng rồi. Em lấy vợ năm em bao nhiêu tuổi? 21. 21 tuổi. Ừ. Thì anh được bà con chia sẻ cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em. Ừ. Nên là anh tìm tới đây để đặng anh tìm hiểu, anh sẽ giúp đỡ cho gia đình em nha. Ừ. Cuộc sống của gia đình em, vợ chồng em như thế nào? Hàng ngày thì em đi làm công việc gì? Hàng ngày thì đi chặt củi, đi bán. Lúng thùng bờ gì đó, không có tiền luôn. Đi làm người ta không cho làm đâu. Một ngày em đi chặt củi và nhặt phân bò như vậy thì mình bán được bao nhiêu tiền? Lượm được một bào thì để bán thì 12.000 á, một bào. Một ngày vậy thì hai vợ chồng nhặt được bao nhiêu bao? Cứ hai bào vậy đó. Hai bao, vậy là bán được 24.000. Ừ, chặt củi thì một bó thì 25. Không có nhiều tiền đâu. Hai vợ chồng sống ở trên đồi núi như thế này lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi em trai? Chắc được mình lấy lên nhà xong thì để ở luôn chứ. Cuộc sống khổ vậy đó hả em trai? Hả? Hai vợ chồng ăn cơm với món gì vậy? Canh mít nè. Ừ. Canh mít. Canh mít trộn với lại mì tôm hả? À. Chứ mình không có cá khô, cá tươi vậy ăn ha em trai? Không có. Anh thấy cái tuyến đường ở trên đây phải nói xuống như làng rất là xa luôn. Xa chứ, đâu có xe đâu mà. À. Vậy là hai vợ chồng lấy nhau về là ở trên đây không có xuống làng? Ừ. Trừ khi mà hết gạo, hết mắm thì xuống làng mua thôi. Đâu có tiền mua, chỉ có để lúc gì đó, để bán thì mua luôn á. À. Ừ. Thì chắc quê bán thì mua cơ một ký hai ký về nó ăn chứ. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Nè hả? Con này thì... Đủ nhé. Sáu tháng. Con của em cũng nhớ luôn hả? Quên luôn. Sáu tháng tuổi? Ừ. Rồi có tiền mua sữa cho cháu uống không? Thì chắc quê thì mua một gói hai gói uống chứ. Mua sữa gói hả? Ừ. Chứ không có tiền mua sữa lon hả? Không. Có mua sữa hộp không? Trời ơi, sao thấy cái hoàn cảnh của hai vợ chồng sao thấy khó khăn quá vậy? Mình sống trong cái căn nhà này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ. Căn nhà này cất lâu chưa? Lâu rồi. Anh thấy trong ngôi nhà của em không có gì cả. Không có. Có được cái chiếu. Chiếu. Có mền không? Mền. Mình chịu ơi. Thì giống kia rồi. À cột bà giống hả? Ờ. Mình cũng không có ánh sáng luôn thôi em. Không có nè. Cái đèn đó. Ôi cả nhà mình ơi. Quay cái đèn của nhà em cho cả nhà mình xem nè. Ủa em thắp hai cái binh rồi có đủ sáng không? Đâu có đủ sáng gì đâu. Em có thể là tháo xuống cho anh xem được không? Ủa tuổi quá. Sao cái hoàn cảnh này khó khăn quá cả nhà mình. Nào. Em xài bóng đèn vậy sao đủ sáng? Đây nè cả nhà mình. Cái đó đa pin. Cái này em chế hả? Ừ. Mình dùng cái đèn này được bao nhiêu năm rồi? Đèn đó chắc được 2 tháng. Mới dài 2 tháng này thôi. Ừ. Còn trước kia là không có đèn luôn. Không có. Rồi cái đèn này em lấy ở đâu ra đây? Đúng, người ta bỏ. Có sáng bây giờ còn sáng không? Sáng chứ. Đâu em mở lên cho anh xem đi.
Sao cái đèn vậy, sao đủ ánh sáng? Trời ơi, tin nổi không cả nhà mình? Nè. Xíu luôn. Trời ơi. Trời ơi, cái cuộc sống mà sao thấy tôi quá, nhỏ nè, ngu, nó sợ quá, nó khóc. Ban đêm mà không có đèn là em bé khóc hả? Ừ. Mình phải chế cái đèn đó nó mới không khóc hả? Ừ. Anh thấy cái ánh sáng đó là sao đủ? Làm đại chứ. Trời, thấy thương dữ vậy. Cả nhà mình xem, sống trong cái căn nhà chút xíu nè. Căn nhà bên kia là của ai? Dạ. Nhà bên đây là của ai? Nhà này hả? Ừ. Nhà này của người ta à? Ờ. Của vậy đó hả em trai? Ừ. Vợ em năm nay được bao nhiêu tuổi? Vợ em hả? 14, 15 á. 15 tuổi. Ừ. Ủa vậy là hai vợ chồng sinh em bé này thì 14 nè. Vậy hai vợ chồng lấy nhau được có 2 năm hả? Ừ. Trời ơi, lấy chồng sớm vậy? Không biết nữa. Thích nhà lấy nhà ra. À. 15 tuổi là chưa có đúng tuổi đâu á. Mà đã có con rồi. Rồi nhà vợ em ở chung làng luôn hả? Làng đâu có nhà đâu. Rồi cái đất núi này đất của ai? Đất là đất của nhà này nè. Là phía bên phía vợ cho ở. Ừ. Bố mẹ em ở chỗ nào? Bố mẹ em đi rẫy. Đi rẫy rồi hả? Ừ. Ở nhà ở chỗ nào? Rồi xa lắm. Trên núi hả? Ờ, trên núi. Đi rẫy kiếm khoai gì. Có khoai đem khoai về nấu ăn chứ. Hôm ít quá ăn sao đủ. Vậy là mình đào khoai về để mình để dành mình, nếu mà không có gạo thì mình ăn khoai. Ừ. Ủa vậy đó hả? Ủa vậy? Là bố mẹ ở trên núi cao luôn. Ở trên núi cao. Nhà em có mấy anh chị em? Có hai đứa. Đi theo mẹ một đứa. Em là người con thứ mấy trong gia đình? Em là nè con đầu nè. Gia đình em á? Gia đình em hả? Em thì em á. Anh em của em là có mấy người? Ba. Ba người hả? Ừ. Ở xa hay là ở gần đây? Ở xa chứ. Dạ là em theo vợ em? Theo vợ. Làng em là làng nào? Nè, gần nhà tiệm tập hóa ở chỗ tập lá đó. Tập lá hả? Làng tập lá? Ừ, tập lá. Trời ơi, sao vợ em trẻ quá, thấy còn nhỏ quá. Rồi hai đứa gặp nhau làm sao mà đưa đẩy lấy nhau vậy? Đi chơi thấy gặp nhau thì mình lấy nhau luôn. Có cưới hỏi gì không em? Có chứ. Có làm đám cưới không? Đám cưới chưa có tiền mà đám cưới. Không có làm đám cưới. Ừ. Rồi có làm giấy kết hôn không? Chưa. Mà có đúng tuổi đâu làm giấy kết hôn đúng không? Ừ. Gia đình hai bên là ai cũng khổ hết, không có tiền làm đám cưới. Không. Là về ở rồi sanh con luôn. Ừ. Trời ơi, sao thấy đời sống hai vợ chồng sao thấy khó khăn và khổ sở vậy? Ở trên đây thì đi chặt củi nè, nhặt phân bò. Chặt củi. Rồi mình bán phân bò, bán củi rồi mình phải mang vác xuống làng bán hay là người ta lên đây mua? Vác xuống chứ. Xa vậy vác nổi không? Nổi chứ, vác đại. Một ngày là trung bình là em kiếm được bao nhiêu tiền? Một ngày cứ 20, 30, 40, 50 gì đó. Tùy theo hả? Ừ. Ngày nào cũng có hay là ngày có ngày không? Ngày có ngày không chứ. Rồi có đủ trang trải trong cuộc sống không? Đủ lo cho con bé này nè. Bé nhỏ nè. Ừ. Tụi em thì ăn bậy bạ. Rồi cái bếp mà anh thấy em để trên nhà của em luôn hả? Cả nhà mình cái bếp mà để ngay chỗ cái đầu nằm luôn cả nhà. Nấu nước cho bé nè. Là lúc là vợ mang bầu xanh là ở trên đây là đem cái lò lên trên luôn hay sao? Hả?
Là ban đêm đốt cho ấm mà hả? À. Trời ơi. Ủa vậy? Lần đầu tiên bắt gặp cái hoàn cảnh như thế này luôn cả nhà mình. Rồi cái thố me kia là mình hái ở đâu đó? Nè nè nè. Me đó mình bán được không? Bán được cái được 15 ngàn gì đó. Vậy đó hả? Ừ. Mình hái đại thôi. Sống lay lắt qua ngày thôi. Ừ. Nhiều gia đình hai bên không có ai giúp đỡ hết. Không. Ai cũng khổ cả. Khổ hết. Không có xe máy, không có bò, không có gì luôn hả? Không. Không có bò, không có gì, không có xe máy. Đâu có tiền mà mua xe máy. Rồi con của em rồi ăn cháo hay là ăn cơm? Nè, có tiền nè, mua cháo nè. Thì... Đâu, đi anh mừng rồi. Mua cháo gói đây hả? Ờ, thì chặt quỷ. Còn một gói đó thôi. Còn có một cố cháo thôi hả? Trời ơi, ăn vậy em thấy thương con ha. Thương mẹ chắc đi chặt củi nữa. Rồi hôm nay có đi chặt không? Hôm nay nghỉ mệt quá. Ừ hả? Ừ, hôm qua mới chặt. Cả nhà mình cảm nhận cảm nghĩ sao về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em trai này? Phải nói còn nhỏ tuổi mà đã lấy vợ lấy chồng, giờ có con rồi mà khổ nữa. Giờ nuôi con đâu phải đơn giản đâu đúng không? Đúng rồi. Thiếu thốn rất là nhiều. Em nấu ăn ở bên ngoài hả? Ừ, nấu ăn ở ngoài chứ. Rồi để anh trò chuyện với vợ của em chút xíu nha. Rồi. Anh chào em gái nha. Dạ. Em gái tên gì em gái? Dạ, tên Diệp. Tên Diệp? Dạ. Nghe chồng em nói là năm nay em 15 tuổi hả? Dạ. Sao lấy chồng sớm vậy? Lấy chồng sớm rồi khổ đúng không? Dạ. Trời ơi. Em trai này có uống rượu không? Không. Chồng em có biết uống rượu không? Không. Thiệt không? Thì đó, uống rượu thì mình đau bụng. Vậy hả? Ừ. Bây giờ khổ rồi, thôi đừng có uống rượu nha em. Hai chồng mình sống trên đây rồi, em làm công việc gì? Không làm công việc gì. Ở nhà chăm con? Dạ. Chồng đi làm thôi? Dạ. Sao trước kia sao suy nghĩ sao mà lấy chồng sớm vậy? Mình quen nhau đi hai vài ba năm rồi mình cưới. Mình có con. Thương quá hả? Bây giờ khổ chưa? Sống trên rừng trên núi như thế này thì công việc không có nè, tiền bạc không có nè, bây giờ tiền đâu là mua sữa cho con uống. Bao nhiêu lâu mới xuống làng mua sữa cho con một lần? Nếu đi chặt củi me thì xuống đi bán củi. Mình có mua sữa dự trữ cho cháu không? Mua một hộp gì đó, hộp nhỏ. Ừ. Nhỏ sữa cứ 5 ngàn một hộp á. Khổ quá khổ. Ngày nào cũng ăn cơm như thế này hết á hả? À. Thường thường là mình ăn cơm với món gì? Canh đu đủ, là canh mít. Không có cá thịt gì ăn à? Đâu có tiền mua. Vậy sao mình có sức mình đỡ mình đi chặt củi? Mình mua cá thịt ăn thì mình đâu có tiền mua sữa cho nó uống. Mình đâu có tiền đâu chặt củi được một bó cơ hai làm. Quá trời khổ rồi cả nhà mình. Tuổi trẻ thì còn năng bột. Thì hôm nay anh đến đây thì biết được cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em ha. Anh có những cái món quà tình thương để gửi tặng cho vợ chồng em ha. Mong rằng là những cái món quà này sẽ giúp đỡ cho hai vợ chồng em những ngày sắp tới có những cái bữa ăn ngon hơn ha. Rồi phải nói em gái còn trẻ, rất là trẻ luôn cả nhà mình. Có 15 tuổi thôi mà lấy chồng chắc năm 13 tuổi ha. Cả nhà mình, hôm nay đưa chân lên thang á, là lên trên đây á, là chủ yếu á, là thăm cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em trai này. Thì cuộc sống của hai vợ chồng em trai này á, thì đưa chân lên thang nghe thốn qua là rất là khó khăn. Vợ thì còn rất là trẻ cả nhà. Mà cuộc sống á, thì ở trên một cái đồi núi như thế này thì phải nói rất là khổ sở luôn. Ở đây thì cái nguồn nước mình lấy ở đâu em trai? Nước chỗ gần cái xoài á. Có cái xoài á. Ở dưới suối hả? Ừ, không phải gần xoài này nè. À, là mình lấy nước suối mình uống luôn hả? Ừ. Nấu cơm cùng nước đó luôn. Ừ, nấu cùng nước đó. Rồi mình tắm ở đó luôn. Ừ.
giặt đồ ở đó luôn? Giặt luôn. Rồi tháng nắng như thế này thì ở dưới đó còn nước không? Còn chứ, ít. Nước khô nước này thì lấy nước đập kìa luôn á. Vậy hả? Ừ. Hổ vậy đó hả? Hổ chứ. Trời ơi, con không có sữa uống luôn. Không có sữa. Bao nhiêu lâu rồi giờ hai vợ chồng chưa được ăn thịt? Chưa, chưa ăn thịt luôn. Bao nhiêu lâu rồi? Chắc được một năm, hai năm. Một thịt. Hai năm rồi chưa ăn thịt heo. Ừ. Có thiệt vậy không em? Dạ thiệt. Rồi khi mà em sanh con thì có ai giúp đỡ không? Đâu có, không có ai giúp đỡ gì hết. Rồi mình có đi bệnh viện sanh con hay là mình đẻ đây luôn? Đẻ đây luôn nha. Đẻ tại cái nhà này luôn? Ừ. Rồi ai đỡ đẻ? Mẹ. Rồi, sao không đưa vợ đi bệnh viện? Đâu có tiền đi bệnh viện đâu. Chứ không phải là người đồng bào mình được ưu tiên hả? Không, có tiền mà đi cho đồng phòng đặc quá. Em có bảo hiểm không? Dạ có. Có sao không đưa em đi bệnh viện? Tiền xe đó. Không có tiền xe đi hả? Hả, có tiền xe chứ, mẹ đi được. Rồi để trên đây là mẹ đỡ đẻ là tự cắt rúng luôn. Ừ. Trời ơi. Mày nói nó khổ luôn cả nhà ơi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời cả nhà. Bây giờ cũng là duyên số, giờ gặp nhau vậy. Giờ có con biết sao giờ. Giờ cố gắng em trai ha. Ừ. Cố gắng làm nuôi vợ nuôi con chứ thanh niên mà đi nhặt con bò, đi chặt củi. Trời, em có suy nghĩ rồi mình đi xuống làng mình xin công việc khác mình làm không? Đi chứ, người ta không cho. Người ta nói là không cần người làm nữa. Đi làm công trình người ta không cần nữa. Người ta nói thì đủ người rồi. Ừ. Không cho đi làm nữa. Có khi nào người ta chê em nhỏ con ốm yếu người ta không nhận không? Người ta nói thì biết đi làm sao, không biết làm nuôi sao. Em nói làm chắc nuôi. Em đi xin chưa? Xin rồi, người ta không cho. Vậy hả? Còn trẻ mà, mình còn trẻ mà, mình còn thời gian dài mà. Hai vợ chồng mình đi xuống thành phố đó, mình xin việc mình làm, cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Thì ba mẹ đâu có cho đi xa đâu mà. Chứ mình ở trên đây bây giờ rủ núi rừng như thế này thì cứ nhặt phân bò rồi đi chặt củi. Rồi ăn lay lóc qua ngày rồi nuôi con nuôi cái nữa sao nuôi nổi. Đi làm để. Thôi cả nhà mình. Mưa thì mình làm rễ thì có bác. Có đỡ. Nắng quá này làm không được nữa. Hôm nay anh đến đây thì anh có những cái món quà tình thương. Mày thấy hai vợ chồng em khổ quá, mùng này cũng không có luôn hả? Không có cái chiếu thôi. Có cái bếp lửa thì em để trên nhà luôn cả nhà mình. Rồi lúc xanh là để mới tới, đợi mới tới giờ luôn. Ờ. Là đêm nào mình cũng đốt lửa hay sao? Đêm cũng đốt nha. À, đốt đây mình lấy ánh sáng. Ờ. Rồi mình đốt ở trên đây không sợ cháy hả? Không sợ. Ngồi canh hả? Ờ. Quá nguy hiểm nha, mình có con nhỏ là đốt kiểu này là phải canh mới được ạ. Anh cho sợ tầm bắt kia. Rồi quần áo sao anh thấy có hai ba cái vậy? Tiền mua quần áo à, người ta cho thì mặc luôn. Ủa vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Thương như đứa nhỏ nữa cả nhà, không có sữa uống này cả nhà mình. Con có sữa uống không? Hả? Dễ thương cả nhà ha. Vợ chịu, thấy lạ không có khóc. 6 tháng rồi. Nhìn mặt thấy ghét ha. Cười ha. Thôi bây giờ tặng quà đi. Bây giờ anh tặng em một cái mùng nè. Ban đêm ở trên đây có mũi không? Có chứ. Tối treo mùng cho con nó ngủ nha em gái. Dạ. Nhà không có mền luôn hả? Không có. Không có tiền mà mình dành dụm mình mua nổi cái mền luôn hả? Không có. Đâu có tiền mua nuôi mình đâu. Trời ơi. Rồi tặng cho em một cái mền nha. Đây có một cái nữa là hai cái nè. Thì ở đây thì anh có quần áo nè. Quần báo anh có chuẩn bị sẵn nè. Để coi trong đây có cái gì để em gái mặc vừa không. Áo này là của sư cô đem ra nha cả nhà. Ôi áo này áo mới luôn á nha. Chắc là em gái mặc vừa. Theo em mặc có vừa không em? Không. Có vừa ha. Đó, để xem nữa anh lựa ra nè. Đó đây nha.
Đây có khăn mới luôn nè. Khăn mới nè, cũng sư cô nè. Áo này mày mặc vừa luôn ha. Thích không? Thích. Rồi nhà gì mà có một hai cái quần à. Rồi rồi tắm là đồ đâu thay? Lấy đồ tắm xong thì lấy đồ này thay lại. Ừ. Trời ơi cả nhà mình. Nghe mà nó thấy sốt sao. Như áo này áo đàn ông này cả nhà mình. Rồi áo này mặc được á. Có áo này thì mừng rồi. Sư cô đem áo này quá trời luôn cả nhà. Áo đẹp đẹp không ha. Áo này là hôm bữa sư cô đem ra này cả nhà mình. Rồi sư cô đỡ trong một cái bì bự luôn á, đưa cho lên hang rồi gom hết luôn đem lên tặng cho hai vợ chồng. Chắc có lẽ là những cái chiếc áo này là em gái mặc vừa á. Đẹp á. Rất là nhiều đồ nha cả nhà mình. Đây có quần nữa nè. Áo bà bầu nữa nè. Quá trời đẹp luôn rồi. Rồi để ra qua đây này lấy ra cho cô chú anh chị xem nè. Còn mạc còn tem luôn nè cả nhà mình. Áo trắng nè. Đây cái khẩu trang nè, đi chặt củi nhặt con bò nhớ bịt nào. Bịt khẩu trang cho khỏi là mình hít cái phòng bò đó cho khỏi bệnh rồi lây vào cho con còn nhỏ nguy hiểm. Còn gì nữa không? Đây quần áo. Wow, cái áo này đẹp quá cả nhà mình. Áo này mặc vừa ha. Mặc vừa. Rồi thôi để đây ha. Rồi. Nguyên một bịch bự luôn nha cả nhà. Tặng cho em hết luôn để em có thay. Cái quần áo gì mà có 1 cái 2 cái à. Rồi cái nón này nữa nè. Nón này em đậu lên vừa luôn á. Đây còn hộp khẩu trang nữa nè. Đây là những món quà tình thương là tặng cho hai vợ chồng nè. Người trái bầu. Có gì tặng cái đó cả nhà. Bầu đây cũng cũ sư cô đem ra nè. Còn bao nhiêu bầu được cho lên thang gom hết luôn đem lên đây tặng cho hai vợ chồng luôn. Rồi ở đây em có 20 kg gạo nha. Nhà còn gạo ăn không? Dạ hết rồi. Hết gạo rồi. Hết gạo luôn hả? Còn có một xong đó thôi. Nấu xong đó là ăn cả ngày luôn. Ừ. Là chiều đây chiều ăn luôn. Chiều đây tính nấu vậy. Ăn cơm đó luôn. Cơm trắng rồi. Ừ. Cơm này nè. Cơm con trong núi. Trời ơi. Khổ chưa? Ba mẹ kiếm khoai có thì xuống để ăn cho. Hai chừng cơm. Ừ. Tặng cho hai vợ chồng một thùng mì nha để dành ăn. Một ký cá khô nha. Cái này mình chiên mình nấu canh chua ăn rất là ngon. Nhà xung quanh nhà em có lá giang không? Lá giang thì có. À hái lá giang nấu canh chua. Nhưng mà cá không có. Nhà có xì dầu không? Không. Có xì dầu ăn không? Không. Không có luôn hả? Ừ. Đây là xì dầu nha. Đây là đường nè, một ký đường nè, rồi nước mắm nè, rồi hạt nêm ha. Cái này là nước rửa chén. Thì cả nhà mình bà con người đồng bào rất lây là họ ít khi mà họ rửa chén lắm. Nhiều khi nhìn cái son của họ phải nói rất là bẩn. Mình nói thì mình đụng chạm này kia nhưng mà đưa cho hang muốn chia sẻ thực tế cho cả nhà mình hiểu. Có nhiều người thì họ rất là sạch sẽ nha. Có nhiều người họ thì họ không có chà cái son. Mà đỡ cái son đen thui đen thích à, mình nhìn phải nói bụi bặm nó bám vào á. Thì nhiều cô chú anh chị góp ý thì đừng mua cái này tặng cho bà con, thì lấy cái số tiền mà mua cái này thì tặng cho bà con. Nhưng mà đưa cho lên thang uống là bà con á, là mình phải chà son, mình rửa chén, nó mới sạch sẽ, nó mới vệ sinh. Mình ăn cơm nó mới ngon, nó không có bị ốm đau bệnh tật nữa. Nên là đưa cho lên thang thấy cái nhà mình thấy đưa cho lên thang kỹ không? Đưa cho lên thang phải gói lại trong một cái bì này nè. Tại đỡ trong một cái phòng quà như thế này á. Thì sợ mình mang vác á, mình đi đường xa á cả nhà. Nó vòng lên vòng xuống á thì nó sẽ bật cái nắp ra rồi xà bông nó sẽ chảy vào cái thức ăn á. Nên đi chơi thang phải cột lại trong một cái bị như thế này. Rồi ở đây có những cái món quà tình thương đó tặng cho hai vợ chồng thì anh sẽ tặng cho hai vợ chồng em thêm một cái đèn năng lượng nữa. Để cho tối hai vợ chồng có cái ánh sáng. Để chăm sóc con với ban đêm nếu mà trẻ nhỏ là có chuyện gì không có ánh sáng thì cũng khổ ha. Khổ chứ. Tối thì kiêng quá. Tối có kiến hả? Kiến. Kiến bỏ bên này luôn. Ừ. Lên trên này luôn. Rồi cái ngôi nhà của em vậy tháng mưa sao ở? Ở đây chứ.
Nó tạc là sao đủ? Tạc thì mình lấy cái tấm bạc cũ cũ này che lại. À. Ừ. Tạc bên này thì che bên đó. Và tạc bên đây thì che bên đây. À. Trời ơi. Thì ngồi có muốn vào tình thương á, thì ngồi đèn năng lượng thì anh cũng muốn tặng cho hai vợ chồng em một ít tiền. Để cho hai vợ chồng em có tiền mua sữa, mua tã cho cháu ha. Ừ. Chiều nay mình đi xuống làng được không? Chắc mày đi xuống. Đi không kịp hả? Đi không kịp. Chắc quê nữa. Trời ơi, nhìn mấy nhỏ mặc đồ này rất nè. Em biết có mấy bộ đồ? Hai bộ. Có hai bộ à? Ừ. Từ lúc sinh ra giờ có hai bộ à? Ừ. Người ta thuê thì người ta cho cơ một bộ. Đúng, con người ta mặc không được thì cho nó mặc nha. Ừ. Trời ơi, thấy khổ chưa? Này kiêng cắn này. Người lớn sao không được mà mấy đứa nhỏ không có ăn thấy thương cả nhà. Rồi anh sẽ tặng cho vợ chồng em một ít tiền để ngày mai đi xuống chợ mua cá thịt về ăn. Mua thịt về bầm ra nấu cháo cho cháu ăn ha. Ừ. Rồi mua cho cháu mấy bộ đồ nữa. Như lại sữa mình mua một thùng hai thùng á, mình đem lên đây mình dự trữ cho cháu uống nha. Ừ. Cả nhà thấy hoàn cảnh thấy thương quá cả nhà mình ơi. Sống trong một cái căn nhà như thế này thì không biết tháng người sống làm sao. Mà hai vợ chồng rất là nhỏ tuổi. Giờ không biết đường canh tác cả nhà, không biết đường làm ăn. Cả nhà mình cảm nhận, cảm nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng trẻ, người đàn bà rất lay, phải nói cuộc sống phải nói rất là khó khăn luôn, thiếu thốn rất là nhiều. Nhìn trong cái ngôi nhà của hai em thì chỉ có hai cái xôn với lại hai cái tô thôi, với hai cái muỗng. Thì em ấy nấu ăn thì nấu ăn ở phía bên kia cả nhà, phía bên hông nhà, còn cái ngôi nhà thì không có điện luôn, rồi mền chiếu cũng không có, mùng mền cũng không có luôn. Rồi tối rồi ngủ rồi con cái lạnh rồi mũi chích cũng không có mùng treo luôn. Không có luôn. Trời ơi, sao hai vợ chồng em làm cha làm mẹ mà sao mình không cố gắng, mình dành dụm mình mua cái mền, cái mùng để mình đắp cho cháu. Cố gắng rồi. Kiếm công việc người ta không cho làm thì đâu có chỗ làm. Mình đi làm bậy bạ chặt cái củi gì đâu có tiền nuôi mua cho mình á. Rồi em có nghĩ cho cái cuộc sống tương lai của hai vợ chồng em và con cái của em sau này không? Có chứ. Suy nghĩ sao em có thể là chia sẻ chút xíu cho anh hiểu về cái con người của em và cái cuộc sống của hai vợ chồng em. Muốn có tiền thì đưa con, con lớn thì đưa con đi học nha. Ừ. Ừ. Đời của mình khổ rồi. Ừ. Mình phải cố gắng mình làm cho con cha cái mẹ của mình đâu có học con đi học. Ừ. Cho con đi học nha. Để sau này nếu mà con cái nó khổ như mình là tội nghiệp đó ha. Ừ. Cố gắng lên ha. Cố gắng nha. Em có suy nghĩ là hai vợ chồng đi thành phố làm không để mình cải thiện cuộc sống không? Tại vì hai vợ chồng em còn quá trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để mình cải thiện cuộc sống. Chứ ở trên núi như thế này thì mình chôn vùi cái tuổi thanh xuân của mình luôn. Có thích đi thành phố không? Đi thì mẹ không cho đi, đi xa mẹ không cho. À, trước giờ em có đi thành phố làm bao giờ chưa? Chưa. Chỉ ở trên núi trên rừng vậy thôi. Ừ. Hồi nhỏ em có đi học không? Không. Không đi học luôn. Ừ. Vợ em có đi học không? Em có đi học không em? Có. Em học lớp mấy? Lớp 5. Thì học lớp 5 rồi em cũng hiểu biết rồi đúng không? Ừ. Cũng tiếp xúc với người kinh rồi, cũng ở dưới làng rồi mà mình cũng hiểu biết nhá đúng không? Em có thích đi thành phố làm không? Không. Tại mình sao không? Không cho đi. Không cho đi hả? Dạ. Sợ không biết đường biết ngõ là vô đó rồi người ta dụ dỗ hay sao? Dạ. Rồi chẳng lẽ mình ở trên núi vậy, cả cuộc đời của mình ở trên núi vậy hả? Ừ. Mẹ nói là còn một đứa đâu có cho đi làm ăn xa đâu. Ừ. Ơi giờ mẹ. Không có cái gì ăn thì đi kiếm khoai kiếm đồ ăn chứ. Trời ơi, phải nói cái hoàn cảnh, phải nói khổ hơn cái hoàn cảnh hôm bữa đưa cho Lê Thang chia sẻ luôn cả nhà. Hôm bữa đưa thằng Lê Thang cũng có một chia sẻ một cái hoàn cảnh của đôi vợ chồng cũng có một người con nhỏ. Ăn lá đu đủ cả nhà, mà đưa cho Lê Thang đặt cái tựa đời là sống trên núi ăn lá đu đủ quanh năm đó cả nhà. Phải nói là nhìn cái ngôi nhà của nó rất là thương luôn, nó thảm thương luôn cả nhà. Quần áo thì không có mặc, con thì không có sữa để uống. Và nó rất là khổ luôn. Em có mong ước rằng là hai vợ chồng em có một con bò để mình nuôi nó, mình
chăm sóc nó để khi nó sinh sản ra mình có cái tài sản sau này cho con của mình không? Có chứ. Có ước mơ không? Ước chứ. Thịt con bò. Mai mốt anh sẽ lên tặng cho em một con bò. Nhưng mà em phải xuống ở dưới cái chân bằng đó em lấy. Em dẫn lên chứ anh là anh không có dẫn lên được. Tại vì anh tặng cho nhiều hộ. Thì hôm bữa đi chơi lên thang chia sẻ nha. Đi chơi lên thang sẽ mua 7 con bò để tặng cho mỗi hoàn cảnh á, là mỗi con bò. Nhưng mà đi chơi lên thang sẽ chọn lọc nha cả nhà. Hoàn cảnh nào đáng để được tặng bò và thật sự cần sự giúp đỡ. Có bò thì nuôi cũng được. Ở trên đây thì em có chịu khó mình đi cắt cỏ, mình đi chặt lá cho bò ăn không? Có chứ. Thì chặt lá không có nước thì mình mang nước đập kìa cho nó uống. Mình phải chịu khó nha. Con bò là tài sản rất là lớn nha. 90 triệu, 7-8 triệu một con lớn. Đúng rồi. Và đôi chơi thang sẽ tặng cho hai vợ chồng này một con bò. Và hai vợ chồng phía bên kia một con bò. Đội chơi lê thang là đang chuẩn bị là nhận bò cho nha. Là ngày mai là đội chơi lê thang bận ở nhà một ngày. Đội chơi lê thang xin phép là ngày mai được nghỉ một ngày. Ngày mốt đội chơi lê thang sẽ tặng bò cho bà con. Tới chừng đó thì đội chơi lê thang sẽ công bố tên Mạnh Thường Quân và thông báo cho cô chú anh chị khán giả yêu thương bà con nghèo miền núi, hay là chúc mừng bà con nghèo miền núi có bò nha cả nhà nha. Đội chơi lê thang xin phép là hôm nay là trích quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước ra mỗi người là 100.000 để gửi tặng cho hai vợ chồng để hai bữa nữa sẽ quay trở lại thì đội chơi lê thang sẽ mua son nè, mua nồi nè, mua bát nè, rồi mua muỗng, nói chung là mua cái gì thiếu trong cái ngôi nhà của em đội chơi lê thang để ý và đội chơi lê thang sẽ mua tặng cho gia đình em. Còn hiện tại bây giờ thì trước mắt thì mình tặng tiền cho em để em có tiền em mua sữa cho con của em uống đã. Thì anh sẽ đọc tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Em lắng nghe và gửi lời cảm ơn ông bà cô chú giùm anh nha. Đây là quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân luôn nè. Đó. Đội chơi lê thang xin phép đọc tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thứ nhất có tên là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 100.000, cô Tư ở Lâm Đồng 100.000, Mạnh Thường Quân Cây Rê Trần ở Mỹ 100.000, Mạnh Thường Quân gia đình 100.000, cô Lê Thị Minh Nguyệt 100.000, cô giấu tên ở bên Canada 100.000, chị Lê Thị Hồng Hoa ở Na Uy 100.000. Cô Hương Ngô và Mạnh Thường Quân Kính Nguyễn 100.000, chú Lê Bá Nghĩa ở California 100.000, cô Phước Lành ở Mỹ 100.000, gia đình cô Tước ở Bình Dương 100.000, bà Diệu ở Cali 100.000, anh Nguyễn Dương Bảo 100.000, cô Phượng, cô Nam, cô Tuyết, cô Thủy 100.000, chị Mai ở Mỹ 100.000, cô chú ở Phần Lan, cô chú ở Ho Chính ở Phần Lan 100.000, anh Kendall 100.000, chị Việt Nguyễn ở Mỹ 100.000, chị Tiết Hương ở quận 10 100.000, cô Dạ Thảo 100.000. Mạnh Thường Quân, Natalie Trần ở Mỹ 100.000, cô Tư. Xin lỗi, cô Lưu Thụy Ánh Hồng 100.000, cô Lê Thụy Tiến ở An Giang 100.000, chú Nam Trần ở Mỹ 100.000, chị Xuân Hồng ở Mỹ 100.000, cô Trần Thị Thu Hồng ở Úc 100.000, chú Điện và cô Tâm ở Mỹ 100.000, chị Lê Ngọc Nữ 200.000. Anh Chiến 100.000, anh giấu tên 100.000, tổng số tiền là 3.1 triệu. 3.1 triệu thì anh sẽ trừ cái món quà này ra, món quà này anh mua là 720.000, gồm có gạo, cá, đường và mì tôm và những cái thiết yếu ha. Thì lấy 3.1 triệu mà trừ cho 720.000 thì còn lại là 2.380.000 nha cả nhà. 2.380.000 thì gửi tặng cho cái hoàn cảnh của em. Thì trước mắt thì mình tặng nhiêu đây thôi. Ngày mai á thì ngày mốt thì quay trở lại thì sẽ tặng bò và sẽ mua những cái món quà tình thương nữa cả nhà. Để sắm sửa cho em, tại vì ở trên đây là cái tuyến đường nó xa quá. Chắc em trai không có xe máy đi bộ cũng rất là khó khăn. Nên là mình cho ít thì mình mai mốt mình bù lại nha cả nhà nha. Bù lại những cái phần quà mình mua lên cho em luôn. 2.380.000. Một tờ 500 là 2 tờ là 1.500.000 thôi. 1.500.000 nè, 1.700.000 nè, 1.900.000 nè, 2.000.000 nè. Rồi từ từ nha, 1 tờ 500, 1.000.000, 1.500.000, 2, 4, 6, 8. 1.500.000 dưới 8 là 2.300.000 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, 2.300.000, 80.000.
2,3 triệu 80 ngàn, đúng rồi. Đây 80 ngàn. Rồi em đếm tiền lại đủ không? Đủ 2,380 ngàn không? Nắng quá cả nhà ơi, ngồi trên nhà em mà nắng nó đổ xuống cái máy tôn phải nói nó lên đực luôn. Đủ rồi. Rồi em nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của anh, gửi lời cảm ơn đến cô chú ông bà đi. Cảm ơn cô chú đã yêu thương hồng cảnh của hai vợ chồng con. Chồng con. Đôi chân thang cũng xin thay mặt cho hai em thì gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã yêu thương bà con nghèo miền núi. Phải nói cái hoàn cảnh của hai vợ chồng em này phải nói rất là khó khăn luôn cả nhà. Trong căn nhà là không có một cái gì luôn, thiếu thốn rất là nhiều. Cả nhà xem video, cả nhà nếu mà có cảm tình với hoàn cảnh của hai vợ chồng em này á thì có thể là chia sẻ video cho hai em này nha cả nhà. Một lượt chia sẻ của cả nhà là một niềm hy vọng đến mang đến cho hai vợ chồng em ấy. Bây giờ Lan Thang xin chúc cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Chắc có lẽ là anh xin phép rồi đi nha. Hai vợ chồng ngày sáng ngày mai đi xuống chợ mua thịt, bầm thịt rồi về nấu cháo cho con nó ăn ha. Rồi mua cho con quần áo, rồi mua thùng sữa về dự trữ, rồi mốt anh lên lại anh sẽ tặng cho em vợ chồng em một con bò nha. Dạ. Nếu có bò rồi phải cố gắng làm ăn nghe chưa. Rồi. Có mừng không? Hai chồng có vui không? Vui chứ. Nhiêu tiền này nhặt con bò được bao nhiêu ngày? Ủa, chắc cả năm luôn á. Cả năm luôn á hả? Uh-huh. Để cố gắng mình chi tiêu sao cho nó hợp lý nha. Uh-huh. Mình tiết kiệm ha. Kiếm chứ. À, cả nhà chắc có lẽ là xin phép cả nhà mình là khép lại video. Cả nhà yêu mến hoàn cảnh hai vợ chồng thì có thể là chia sẻ video trên cái nền tảng là Zalo hoặc Facebook nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cả nhà có thể là bình luận góp ý, có cái gì sai sót thì mong rằng cả nhà thông cảm cho Đức Trương Lê Thang nha. Thì một lần nữa Đức Trương Lê Thang xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cô Tư ở Bình Dương. Thì ở đây còn cái đèn năng lượng nữa này, quên nè. Lâu buồn quá quên cả nhà. Thì sẽ hỗ trợ cho em là bắt cái đèn năng lượng và hướng dẫn cho em xài. Để nhờ mọi người bạn đồng hành bắt lên cả nhà mình. Cả nhà mình thì ngồi nói chuyện lưu bu quá không có nhớ còn cây đèn của cô Tư Bình Dương nữa. Cô Tư Bình Dương yêu mến bà con nghèo miền núi, tặng cho bà con miền núi là ánh sáng. Đây là cây đèn này, ước mơ của hai vợ chồng em đó cả nhà. Xài cây đèn này nè cả nhà mình. Cây đèn này sao đủ ánh sáng. Cây đèn này như là cây đèn trò chơi vậy cả nhà. Vậy treo cho vui chứ đâu có sáng được đúng không em? Đúng rồi. Rồi có cái đèn này rồi, giờ cái đèn này bỏ ăn bên chứ làm gì? Để lại. Để làm kỷ niệm hả? Ờ. Thì anh hướng dẫn cho em này, biết xài cái này không? Ừ. Để mình xài cái này thì có hai chế độ. Ừ. Một chế độ là tự động, một chế độ là tự mình bấm. Thì ở đây có nút tắt nè. Ừ. Nút mở này, nút mở nút tắt. Nút trên là nút mở, nút dưới nút tắt nha. Ừ. Mình xài cái chế độ này thì nó sẽ hợp lý hơn nè. Đó. Mình treo cái hướng này là cho con cái ngủ nghỉ rồi mình ban đêm là gia đình dọn cơm ra ăn luôn ha. Ừ. Cho nó sáng, tắt nè. Rồi em thao tác đi. Rồi. Mai mốt chở bò là ráng là gầy nha. Ráng nuôi cho. Còn có nước thì mình vắt nước cho nó uống. Đi mai mốt anh lên anh cho bò rồi mà anh ghé lại mà không có bò là có chứ. Anh lấy lại đó nha, nuôi cho nó nhiều con mới bán chứ. Ừ. Cho nó ăn cỏ nhiều cho nó có phần chứ, lấy phần nó bán. Đúng rồi. Ừ. Thôi cố gắng lên ha, mai mốt anh quay lại đi lúm phần người ta, có lúc người ta la thì có lượm phân bò mà cũng dành nữa hả. Ừ. Thôi chúc cho hai chồng em có thật là nhiều sức khỏe nha, cố gắng làm lo cho cháu nha. Ừ. Thì cả nhà mình đôi chân lên thang trò chuyện với hai vợ chồng em nãy giờ thì cả nhà cũng đã hiểu rồi, đã nắm bắt được rồi. Và nó hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Đôi chân lên thang một lần nữa xin phép là gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị mình thường quân trong nước và ngoài nước. Và cảm ơn sư cô đã tặng mền mùng cho bà con. Cảm ơn cô Tư Bình Dương đã tặng ánh sáng cho bà con nghèo miền núi. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành thời gian với báo xem video ủng hộ Đi Trên Lê Thang trên con đường thiện nguyện. Chắc có lẽ là Đi Trên Lê Thang xin khép lại và hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.